Em Long mua bán xe cũ, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại video của em nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe mà chắc chắn là anh em sẽ không còn xa lạ gì với chiếc xe này rồi. Đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản 1.4 MT bản đủ nha anh em nhé. Số sàn rất là thích hợp để cho anh em mua về mà để chạy dịch vụ đấy ạ. Sản xuất năm 2021 và đã lăn bánh được hơn 1 vạn km rồi. Chiếc xe này thì cũng đã được bác chủ cũ lên tương đối là nhiều đồ chơi, thì lát em sẽ quay cho mọi người xem chi tiết chiếc xe này nhé. Nếu như anh em đang muốn trải nghiệm chiếc xe này thì có thể qua cửa hàng Yuska Việt Nam, địa chỉ là 77 Mai Phúc, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử nhé. Nếu anh em đang có nhu cầu mua xe trả góp thì em cũng sẽ hỗ trợ anh em về khoản đấy nhé. Mọi người đi cùng em về phần ngoại thất chiếc xe này này, với mặt ca lăng thiết kế thì cũng là giống các cái bản số tự động thôi. Mạ chrome được đan xen nhau nhìn rất là đẹp. Bộ đèn cụm đèn pha này sử dụng đèn bi full led. Sử dụng đèn bi halogen nha anh em nhé. Em xin lỗi. Với bộ đèn gầm này cũng là đèn bi halogen. Rất là đẹp đúng không ạ? Chất xe thì còn rất là mới nha anh em nhé. Phiên bản số sàn. Em sẽ đi vào chi tiết các cái phần thân xe cho anh em cùng xem luôn. Dòng xe của Hàn nên là sử dụng lốp Kumho nha anh em nhé. Với kích thước la răng là 15 inch và deadlock là ở tuần thứ 32 năm 2021 nha anh em nhé. La răng sử dụng là la răng hợp kim nhôm. Ở trên phiên bản này thì cũng được tích hợp đèn báo rẽ led trên gương cho anh em rồi. Lên cho anh em thêm cả cái về che mưa này. Khi anh em đi đường mà có cần hạ kính xuống một chút thì cũng không sao đâu nhé. Rất là nhiều. Đến bên trong khoang nội thất của chiếc xe này, xe cũng được lên cho anh em ghế da rồi này. Màu kem, màn hình OLED. Đó, rất là to đúng không ạ? Tích hợp cho anh em rất là nhiều các cái tính năng như là kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto. Điều hòa thì là điều hòa hoạt động một vùng độc lập nha anh em nhé. Với các cái tính năng số sàn còn rất là mới và đẹp anh em ạ. Xe thì đã lăn bánh được 17.837 km đây anh em nhé. Cam kết km zin không hề tua. Xe thì đang em vừa mới cho đi rửa xong. Nội thất nội thiếc thì em cũng cho spa hết rồi nên là nhìn cũng rất là đẹp và mới đúng không ạ? Nếu như anh em mà cần đi check test ở bên thứ ba thì em cũng sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Cũng cả dán cho anh em những cái này để khi anh em mở cửa ra sẽ chống va đập cho anh em. Với trên phiên bản này là bản đủ nên là các cái option không thiếu cái gì cho anh em đâu. Có cả cửa gió điều hòa khoang thứ hai cho anh em nhé. Chỗ để chân thì cũng tương đối là rộng rãi rồi. Anh em cứ nhìn kỹ cho em một lượt nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Chất xe thì vẫn còn là mới luôn anh em ạ. Xe này thì xe chạy gia đình nhé. Không có đăng ký chạy dịch vụ đâu anh em ạ. Cảm biến va chạm phía sau này. Camera lùi. Đủ cả cho anh em rồi. Tiếp đến là phần khoang cúp xe. Rất là rộng rãi đúng không ạ? Thoải mái cho anh em để đồ nhé. Lốp sơ cua vẫn còn theo xe và bộ đồ nghề của anh em luôn. Bộ đồ nghề của chiếc xe này. Em sẽ quay cho anh em những cái chi tiết cụ thể nhất của chiếc xe này để anh em cùng xem và đánh giá nhé. Nếu như anh em nào đã từng trải nghiệm cái dòng xe này rồi thì cứ comment xuống phía dưới cho em. Để cho những người đang có ý định mua chiếc xe này để mọi người tham khảo nhé. Em sẽ quay chi tiết những cái phần keo chỉ và những con ốc của chiếc xe này để cho anh em nhận dạng ra là chiếc xe này có bị đâm va ở phần đuôi hay không nhá. Còn đối với chiếc xe này của em thì tất cả đều còn nguyên. Sơn zin trên 90%. Nhìn rất là mới. Đó. Con này thì phần sơn zin thì em có thể cam kết cho anh em là có thể trên 95% luôn anh em nhé. Còn rất là mới và đẹp. Tiết kiệm nhiên liệu này. 6,33 lít trên 100 km.
Anh em cứ nhìn kỹ cho em đi. Xe như nào thì em quay nó đúng như vậy thôi, nên là anh em cứ yên tâm nhá. Những con ốc tai cánh cửa này để chứng minh cho anh em là chiếc xe này chưa hề tháo lắp cửa nhá. Vẫn còn sơn zin của nhà máy này. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp đến phần khoang ghế. Không thiếu một cái gì cho anh em đâu. Ghế thì vẫn là ghế chỉnh cơ. Các cái tính năng hỗ trợ cho anh em, hỗ trợ chống trơn trượt. Vô lăng 3 chấu. Bọc da tích hợp các cái tính năng như là đàm thoại rảnh tay. Đèn auto, gạt mưa cũng auto rồi. Chả có thiếu cái gì cả. Trần nỉ kem cũng còn rất là đẹp. Không bị bông xù một chút nào luôn. Hyundai Accent phiên bản 1.4 MT. Phiên bản số sàn, bản đủ nha anh em nhé. Em đang chào bán với mức giá loanh quanh 4 đồng thôi anh em ạ. Anh em đang quan tâm chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để bên dưới màn hình nhé. Em sẽ hỗ trợ anh em, có thể sẽ giúp cho anh em có một cái giá tốt nhất có thể nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.